Ở nhà là hiện tại là có hai bà vú với là một bạn trợ lý, thì bạn nó sẽ phụ livestream, làm chuyện này chuyện kia ở bên công ty. Rồi xong rồi sau đó bạn sắp xếp là ví dụ như giờ nào livestream thì nhắn mấy bạn nhân viên khác là chuẩn bị cái gì cái gì. Còn ở bên nhà đó thì mình sẽ có, mình thức dậy là mình nấu ăn cho hai bạn nhỏ. Tại vì bà vú chăm hai bạn nhỏ, bà không có biết nấu ăn. Đó thì mình sẽ sắp xếp mình nấu ăn như thế nào, tất cả những cái đồ ăn là mình sẽ chuẩn bị khi mà ăn dặm á, mình sẽ có những cái khay nhỏ như thế này thì mình cũng sẽ làm đồ ăn từng khay chỉ bà vú chỉ cần hâm lại thôi. Đó, mình đông đá hết, còn mấy bạn lớn thì mình sẽ lên menu. Đồ ăn là sẽ lên menu, tại vì nhiều khi bà vú cũng không có nghĩ ra. Bà vú lớn là sẽ nấu ăn, nhưng mà những cái món mà các con ăn thì cũng sẽ rất là dễ chế biến, tại vì mẹ mẹ làm hết rồi, chỉ cần bỏ vào lò nướng hoặc là bỏ vào lò hấp hoặc là hâm lên là trộn lại. Ví dụ như sốt mì Ý thì mẹ cũng đã làm sẵn, chỉ cần luộc mì trộn lên là xong, lên menu sẵn hết. Và bị một cái như thế này rất là khó. Một bà vú đó là làm 7-8 năm nay rồi, chứ đổi người khác vô là người ta không chịu, người ta nói số lượng công việc nó nhiều quá, tại vì bà không biết sắp xếp. Ví dụ như nội mình nhớ ba đứa lớn nha, cái ông lớn á là ăn nấm, ăn thịt, không ăn cá. Còn cái bà kế á là ăn thịt, không ăn nấm, không ăn mỡ, không ăn bơ, không ăn béo. Còn ông cun á là sẽ là không ăn thịt, ăn cá, không ăn nấm. Là cái gì chứ ăn uống của con là chịu hết. Con thích ăn cái gì, mẹ con muốn ăn món này. Nhiều khi mình không biết, nghĩ ra luôn, đuối rồi đó. Mai con muốn ăn gì, bố con muốn ăn gì, nói mẹ đi. Mẹ không nghĩ ra được món nào, cái nó đề xuất thì mình làm thôi. Tại vì á, mẹ nói là tại vì cái này con không có Ý kiến. ý kiến. Tại vì sao? Tại vì nếu như con muốn ý kiến con tự vô con nấu đi. Mẹ đã đi làm, mẹ đã rất là mệt rồi, cái chuyện ăn của con mẹ đã dành ra một khoảng thời gian rất là nhiều để mẹ nói. Thay vì cái thời gian đó mẹ đi làm kiếm tiền để đóng học phí cho con, mà bây giờ mẹ phải ở nhà thì mất một phần học phí hoặc là mất một phần bánh, thì con sẽ chịu thiệt một phần đó. Đấy, thì bạn phải rạch ròi. Tại giống như hồi nãy đó, chị Vui chị cứ nói là con, cái giới hạn con được phép là cái gì? Đúng, con được phép phản biện, con được phép bảo vệ cái ý kiến của mình, nhưng có những giới hạn con không được phép. Là đồ ăn là mẹ cho con, mẹ muốn cho con cái gì mẹ cho, không có được quyền đòi hỏi. Đồ chơi cũng vậy, mẹ thích mua cho con cảm thấy con ngoan thì mẹ thích thì mẹ cho, con mẹ không thích thì thôi. Tại vì con ngoan thì con cảm thấy con vui không? Tại đó là tiền của Vui, mẹ. đúng. Tiền của mẹ con mẹ tự quyết định. Chừng nào mà con thích con mua đúng không? Con tự quyết định, con tự đi làm đi. Còn mà con muốn học, con muốn làm á thì con biết làm sao con muốn làm không? Con muốn làm được nhiều tiền với mẹ không? Con phải học. Nên là tất cả các môn Logic học, thứ tất cả các môn học của các bạn học thêm bây giờ tự động xin mẹ và đi học. Còn nếu như học không tốt bị cô giáo cầm lên mẹ cho nghỉ môn đó. hay à nha. Nói chung mới là Loan thấy là kỷ luật thép, đôi khi Loan cũng nghe Loan cũng hơi sợ, tại vì Nhưng mà Loan đơn thì không giản mạnh đúng mẽ được như vậy rồi. Chị Vui, Loan không được như vậy, Loan là một người mẹ đúng không nhỉ? thậm chí là học ở trên trường Chị bạn chăm kia mày chứ. học, chị chăm Đấy, học cô này. có một lần là nói là không biết cô giáo nói cái gì đó, xong rồi bạn về bạn cứ nói là con không thích học trường đó nữa, con thích muốn nghỉ, con không muốn học. Thế là ok, mẹ cho nghỉ nghỉ 2 ngày luôn. Hai bạn kia thì đi học, còn ông nói mình ở nhà rất là chán, không có chuyện gì chơi hết. Tại vì cái người mà cái trách nhiệm, cái con phải chịu trách nhiệm cái những cái gì con làm. Tại vì khi mà con không có đi học thì con không có được gì chứ, con không có làm chuyện đó không có được gì chứ. Khi mà cái người mà dốt á, người ta sẽ không có được ăn nè, người ta sẽ không được chơi nè. Đấy, rồi xong rồi sau đó bạn mới nói là cô giáo nói cái gì mẹ cũng quên rồi. Nhưng mà xong rồi Nói sau chung là chịu tâm đó, sự đó chịu tâm sự, rồi xong rồi sau đó mẹ sẽ vô giải thích cho bạn ấy, và cũng sẽ nói chuyện với cô giáo, rồi bạn vô xin lỗi cô, rồi ha. bắt đầu đi học. Thì Vậy từ là đó được trở đi cái là gì của mẹ? không có nhằn nhừ nữa. Công việc thì tại vì mấy bạn cũng đi, buổi sáng là mình sẽ dậy lúc cỡ khoảng 6:30 đến nhiều khi 7 giờ mới dậy, tại vì tối hôm qua mà livestream trễ á là sáng sẽ dậy lúc 7 giờ. Còn nếu mà livestream mà ngủ sớm thì cỡ khoảng 6 giờ 6:30 sẽ dậy. Dậy xong rồi rủ nó cuối tuần thì rủ đi tập thể dục. Còn bình thường thì mấy bạn kia là sẽ dạy, hồi trước là bà vú chưa có thì dạy phải nấu ăn, nhưng mà nay có rồi thì bà vú sẽ nấu ăn, lên thực đơn cho bà vú nấu ăn, nấu món đó, nói bà vú là nấu món đó trong chỉ bà làm,
trong thời gian mà nó ăn á thì mình sẽ làm món tiếp theo để cho nó mang đi học, chứ không có ăn ở trường. Mẹ thì kỹ đồ ăn lắm. Rồi xong rồi hồi trước xong rồi hai bạn nhỏ mới vừa sinh á thì mình tự nấu, tại vì bà bú không có biết nấu. Bà bú nhỏ không biết nấu, tự nấu buổi sáng là làm cái món gì xong rồi nấu cho ăn. Trước đó thì buổi sáng thì đi cho đi xuống đi chơi chút xíu cho nó đói, xong rồi lên mới ăn. Ăn mẹ chuẩn bị bữa ăn cỡ khoảng 15 đến 30 phút tùy món. Thì xong rồi sau đó ăn cỡ khoảng 30 phút, cho chơi 30 phút rồi bú, rồi đi tắm, tắm xong uống sữa. Châu là bận nhất là thời gian cỡ khoảng 11 giờ đến 3 giờ chiều. Thì lúc đó là sẽ live stream bán hàng. Đó, còn sau đó là rảnh hết. Chị Châu ơi, cho mình hỏi. Rảnh như con thôi chứ bạn bè rủ là nó không có đi. Tôi bận lắm, tôi nấu cơm cho con. Và em rất là hạnh phúc với cái điều đó. Mỗi lần mà con, trời mẹ ngon quá à, mai con muốn ăn món này nữa. Trời xuống người, trời ơi. Tôi nói mẹ món này thích nè. Món này ai nấu vậy mẹ? Mẹ nấu đó. Cảm ơn mẹ ngang. Trời tôi nói nó đã gì đâu luôn á trời. Nhưng mà hình như món này là mẹ mua phải không Cun? Phải không Thỏ? Đúng không Thỏ? Đúng không Cun? Ừ đúng rồi mẹ mua. Cảm ơn mẹ, cảm ơn bà ba ngang. Trời tôi nói nó đã gì đâu. Trẻ con là nó phải hỏi. Nó hỏi thì nó mới biết được. Và mình cũng sẽ nhiều khi mình cũng bế tắc á. Nhớ thì con có câu nào. Trời ơi sao mình ngu dữ vậy trời. Không nó hỏi cái chuyện sao quả sao gì đó mình không có biết, mình phải về thôi để mai mốt con biết chữ đi con đọc. Nên là bây giờ mấy bạn rất là thích đọc sách. Mình sẽ nói nó tất cả những kiến thức câu hỏi á, là bây giờ cha mẹ sẽ hỏi nói cho con trước mỗi lớp 1. Bạn mấy bạn á là học kỳ 1 là chưa bạn nào biết chữ hết. Nhưng mà học đến học kỳ 2 là bắt đầu đọc sách. Tự đọc sách, tự tìm tòi. Hỏi câu chuyện đó, nhiều khi mẹ cũng đâu có kiến thức, mẹ đâu có giỏi nhiều lắm đâu. Thế là nói ở trong sách đó, để mẹ dẫn con đi mua sách. Thích sách nào thì mua sách đó thôi. Một cái cách khuyến khích văn hóa đọc rất là hay. Bây giờ là nhiều khi mắc bực luôn. Bây giờ là hồi đó là đọc sách máy bay, đọc sách tàu hỏa đồ này nọ. Không, bây giờ là đọc truyện không. Tại vì thấy trong truyện nó hay. Nó vừa có hài hước mà nó vừa có những cái kiến thức mà bạn thích nữa. Mà bây giờ tôi nói cầm cái cuốn sách truyện tranh bây dày vậy nè mà ngồi đọc, mà đọc đi đọc lại hoài luôn. Mình nói ủa sao con đọc này hoài vậy, con hết sách đọc rồi, mẹ làm ơn mẹ mua cho con cuốn sách khác đi. Nói nghe là tội không? Khi nào mà con được cái gì đó đi thì làm tốt một công việc nào đó đi thì mẹ mua mẹ tặng, hoặc là cái dịp gì đó mà sao quốc tế thiếu nhi gì đó mẹ sẽ cho con đi mua sách một lần. Khi mà mình suy nghĩ tích cực, tự nhiên tất cả mọi chuyện không hiểu tại sao á, tất cả mọi chuyện tích cực nó lại đến với mình. Mình phải có một cái nguồn năng lượng thật là tốt thì tự nhiên cái mọi cái việc vui vẻ, giống như người ta kể chuyện về con của người ta đi, hoặc là những cái chuyện tình yêu hồi trước đau khổ. Không, tôi kể chuyện tình yêu của tôi mà chia tay mà vui lắm. Nguyên một đám là ngồi cười lăn cười bò vậy đó. Còn một vấn đề như kể những góc nhìn. Đúng rồi, mình đúng phải rồi. Có một cái góc nhìn tích cực lên chứ các mẹ đừng có nhìn tiêu cực. Con mình nó không ăn chán quá. Tại sao mình không nghĩ? Tại vì mình làm đồ ăn nó dở quá, nó ngày mà ăn. Suốt ngày cho nhỏ ăn có một món hoài nó chán không ăn.